Em ơi, em cũng ở Sài Gòn ra hả? Em ăn em thấy làm sao? Không được, thử mới thử lần đầu. Thấy cá tươi ha. Mắt cá nó có vị như thế nào em? Dạ. Mắt cá nó có vị như thế nào? Béo, béo này béo. Ăn gan vậy. Là rau húng chợ, rau thơm em, rau cải đâu ạ? Thơm các loại. Thank you.
ngon nhất thành phố Dương Hà, Phú Yên. Dạ. Bà mở quán được bao nhiêu lâu rồi bà? 20 năm rồi cô. Dạ, 20 năm. Cái đặc biệt của quán mình là cái mắt cá ngừ, nó có cái gì đặc biệt hả bà? Đặc biệt của quán bà Tám là ngon nhất là món mắt cá ngừ đại dương. Quán chuyên môn bán về thành phẩm của con cá ngừ đại dương. Hàng của lâu tử, cá ngừ đại dương, lòng cá, lườn cá. Ngoài ra những người mà ăn không được cá ngừ đại dương thì mực cơm nướng, cháo cá hoặc mì xào tôm mực, mấy cái đó. Là quán là tám cá ngừ đại dương là giá cả ổn định, không có chặt chém, một giá một vậy mà từ trong mấy chị ra nhưng cũng muốn lên đồng không được, xuống đồng không, nó có được mấy đầu nó như đó không có lên vậy. Do là muốn là bán ít hàng đông là mình lời nhiều, chứ không phải là mình chặt chém mà mình lời nhiều. Dạ. Đúng, con thấy cái đặc điểm của người Phú Yên là vậy. Như con ăn một tô cháo hàu chỉ có 20 ngàn nhưng mà rất nhiều hàu. Và một tô bánh canh chỉ có 10 ngàn nhưng rất nhiều chả cá. Dạ. Dạ. Thì quán cá ngừ đại dương và Tám Lan là nổi tiếng trong 100 tỷ cái quán mà nổi tiếng ở Phú Yên. Vậy cái quán nổi tiếng nhất Phú Yên. Nhất Phú Yên là chè, cơm gà. Dạ. Khách du lịch ở các nơi đến đây và các những cái đa số là những cái tour họ sẽ dẫn đến đây mà. Đúng rồi. Như vậy thì một phần mắt cá ngừ là bao nhiêu tiền bạn? Một cái hôm xưa đến giờ là 40 ngàn. Mà dạ. Chẳng hạn như có những quán khác anh cũng kè rồi này nọ tính 50. Họ tăng giá. Họ đã tăng giá hoặc là tùy ngày lỡ ngày Tết mà thấy mà nó khan hiếm mắt cá rồi là nó tăng lên. Nhưng mà mình là luôn luôn là mình giữ cái giá đó. Luôn luôn giữ giá đó, một ngày bán 60 con. Dạ. Thì sáu em có mình lo là nhiều rồi, con gì phải tăng, còn họ tăng người bán từng chưa đầy 100 con. Nhưng mà như vậy mới đáng quý đó bà, mình cũng giúp phát triển du lịch địa phương. Thì chính như vậy mà cũng mấy cái ông ở Hà Nội vô. Dạ. Cũng rồi có hối là cũng được không bác? Ông ơi, mấy ông vậy là đây là cái hồn của Phú Yên. Đúng rồi. Bán dưỡng như vậy và bán tiếp tục lên. Dạ, có nghe cũng mừng, từ đó cứ vậy làm đó. Dạ. Cũng mới tăng. Con thấy đúng là cái đặc điểm của Phú Yên mình, khách sạn rồi giá thật thà mà. Người dân thật thà, cũng có nhiều nên là bây giờ du lịch Phú Yên nhiều lắm. Khoảng một năm trở lại đây, năm trở lại.